Đấy, xoay tay đi một tí là được. Cố gắng khi làm phải xoay cái dù đi một chút thì nó sẽ tròn. Bao giờ một tay xoay đây nhìn vào này, đấy, một tay khi nó đưa lên là dù nó xoay. Đó. Dù đẹp nhỉ. Ôi, bạn này thành thần rồi, tốt nghiệp rồi, khác. Một tay xoay và một tay xoay dù, hai tay nó phải đều nhau, nhịp nhàng, nó mới ra được cái cánh. Đẹp chưa? Tốt nghiệp chưa? Mấy nó xuống mua đồ ôn lại thế ạ? Chú mua đồ ở lại một tuần à? Ở lại 2 tuần.